hổm này than không có đồ ăn hoài, tắt dịch bằng kho chống ăn, cột hai con đi nữa coi bắt con nào. Trời ơi, đừng có giải bà ơi bà, làm cái gì mà mày giải mày mệt không chứ tao mệt quá trời nè. Trời hên còn ba cái nếp. Ê. Nếp bỏ tiêu. Tiêu hành chút làm quyết ăn. Đầu thai kiếp khác mà ngăn nha con. Mốt đừng ở đầu thai làm gà ăn vịt nữa, đầu thai làm chim còn bay lên trời nha con. Ôi giờ anh sang bằng vịt hả? Dạ. Dạ tính bằng vịt má, ăn than hôm nay không la không có đồ ăn nữa rồi tính mặn con rồi. Con kho gừng nè cho không ăn cơm đâu. Kho hả? Thôi nấu cháo đi. Nấu cháo hả má? Nấu cháo đi, này cũng muốn ăn cháo có nước rồi húp. Dạ nấu cháo má ăn ha. Con khót ừ, thôi nấu cháo đi. Dạ. Mình nấu cháo. Để con ấy con nấu cháo. Bữa nay sao bà muốn ăn cháo mà không chịu kho trời. Alo. Này có rảnh không? Chạy về ăn cháo vịt nè. Giờ anh sang nó mặn vịt nè, tao kêu nó nấu cháo nè, về ăn. Ờ, chút về hen. À. Nhiều đây gạo nấu cháo đủ không ta? Hai lon gạo. Má. Gì? Như vậy chắc đủ hả má? Cháo như vậy chắc đủ hả? Thao mày đủ không? Không ai, không ai còn bắt thêm con nữa đi. Bắt thêm con nữa hả? Chứ có một con mà chắc rủ thằng Sang nó dẫn bạn về nhậu nữa là không đủ nữa. Trời ông nội cũng sợ. Không bắt con nữa đi. Con tính mặn con, còn con mốt có chuyện gì mà cho bắt mặn luôn ha. Ừ. Mai mốt rồi có một chuyện tính khác. Dạ. Nóng nổi trời. Không quá. Chim khách đâu kêu ta. Trời hên dịch không có đông con. Mặn con tôi thấy cũng đã ăn đủ mà sao má bắt kêu mặn tới hai con dưới trời. Sao sợ ông Thang bưng mày nhậu. Không thấy mặn gà mặn vịt cái ông thấy có mồi vậy đó. Cái kêu mấy thằng nhậu về á, sao? Mặn vịt mái nhôm nhất. Để vô luôn á.
Này chưa nó ra lông con. Thịt lông nữa má, đừng bỏ vô. Thầy đốt như vậy cha ta còn mua không má? Còn có người mua, có người không mua. Thôi này, dịch không mất lông con. Vô chụm là nước. Lấy củi dụm vô thêm cho nó sâu thì nặng nhúng. Trời má, mới lấy ra ăn con gì. Cháo sôi quá trời. Em cháo chưa má ơi? Má ơi má. Má ơi. Má nêm cháo chưa? Vớt quyết rồi, vớt quyết rồi chưa má? Giờ cái đáy nó khét nghe nè. Cái đáy nó khét cái gì rồi? Nay thì mắc chuối quá mà. Đi hết cái vườn không thấy cây chuối con luôn. Toàn chuối bự bự dịch ăn không. Kệ bắp gỏi ra. Cây trắng với bắp cải. Mua của cây đỏ với bắp cải. Giờ đổ nước thêm vô không má? Nè cháo nồi nó đặc kèm nó chuông chín luôn rồi nè. Má coi thử coi sao. Nó khét dưới luôn. Đổ nước vô thêm má. Nóng quá. Lấy đũa vớt rồi gấp, lấy đũa gấp này ra cái lòng ra. Vậy gấp ba lòng rồi ha. Thấy con thấy. Chút đổ nước cho nó không á? Gấp ra đó đi rồi. Chân để lại hả má? Chân để lại hả? Nóng quá ông nội ơi. Cái nước này đổ vô nồi cháo không má?
ơi. À má niêm cháo đó, má chặt vịt rồi gì chiều má với anh Sang ăn trước nha. Giờ con ra đường hái đồ đủ người ta mới gọi kêu rồi. Giờ đi hái hả? Dạ, người ta bán đắt hay gì rồi. Nó kêu hái chiều giao người ta luôn. Ờ, hái đi rồi. Má vớt quyết ra rồi hả? Vớt rồi. Má niêm cháo chưa? Chưa. Dạ, mắm gừng nãy con làm đó rồi. Gói con cũng mấy đồ này rồi. Đi đi rồi về. Dạ. Vì má niêm rồi, má chặt vịt nha, rồi má gì với anh Sang ăn trước đi, rồi chiều con về con ăn sao? Ừ. Để con đầu giò cắn rồi, rồi cổ nữa. Con đi nha má. Đi đi rồi tranh thủ rồi về ăn. Má mới về. Ủa, cháo chín chưa? Mới về hả? Chín rồi hả? Mới vừa chín đó. Đã. Hôm nay thèm thịt vịt quá trời. Ủa, liễu rồi. Nó mần rồi, nó nói mày đi hái đủ đủ gì đó. Người ta kêu điện hái gì, lái kêu. Nó mần hay mẹ mần hả? Nó hai mẹ con mần. Xe nhậu hả? Giờ không biết đâu, lu bu đây nữa. Dạ, ăn được chưa? Đói bụng quá trời đó. Chị ấy đi dọn ăn. Để dẹp nón á. Ôi trời ơi, chạy cho anh về đây mệt chết luôn. Bà điện là chạy về nè. Ăn. Có gì bất dụng không? Đói bụng quá. À, cả anh không ăn cơm mà nấu dữ vậy. Nghe nói ăn cháo vịt rồi, để dành bụng ăn cháo vịt chứ cơm gì. Cháy quá. Rồi giờ ấy gì dọn dọn đi này, ăn. Ăn dụng. Mấy chén múc ra. Ngon quá. Không có nhà ăn cháo hả? Đi rồi rồi. Ủa mẹ mà hai con luôn hả? Hai con, thấy con rồi kêu mày về. Sợ không đủ ăn, biểu mần thêm con nữa. Rồi, hai con ăn gì hết. Nhà có ba người hả? Bốn người. Con. Thôi lát cho con đem chở anh ăn đi. Hôm nay thèm cháo vịt. Mày thèm thì mày ăn đây rồi còn xin nữa hả? Trời, không cho con về chở anh nấu cháo có một miếng rồi hả? Kho ăn cơm. Nghe. Ờ giỏi nữa nè. Thử ra. À, ai làm gỏi ngon không? Bây giờ ăn rồi tính xin gì cho chồng nữa hả gì? Chồng con xin trái mề nữa. Con khoái ăn mề á. Vậy thôi lấy. Vậy lấy để lại con đi rồi. Con mày tao cắt ra đây không biết ăn đủ không. Lấy gì đựng cầm nhớ. Lấy cái tạo đó để qua à, để đỡ ở đây đi. Để đỡ đó được rồi. Cắt. Ở đây hồi trong gỏi luôn ha. Dọn đi, dọn chén, dọn đò chén đi rồi đặng ăn. Sang đi nhậu hả? Đi đâu ai biết, nãy giờ lu bu. Giờ vậy giờ có hai mẹ con mình ăn hả? Ủa hôm nay nó có hỏi vô tiền hội không? Thì hổm nó nói mượn rồi mốt trả nó làm gì đó. Dạ tiền đâu trả trời. Vậy chứ mần tiền đâu hết đi. Ừ mần cũng đủ xài. Tháng có mấy triệu. Xài gì đâu dữ vậy? Xăng cộ ăn uống. Nè bưng cái này qua giùm đi rồi bắt cái nồi này lên giùm coi. Nhỏ đi học chi. Xài nhín nhín tiền tặng chứ. Hổm nó nói nó mượn nó chơi nó
nó chầm ăn, làm ăn cái gì không biết. Mà người ta nói, người ta thấy nó đi chơi đánh bài rồi giờ về nó nói con giờ nó làm ăn thua lỗ rồi. Bây giờ tiền đâu trả trời. Đáng ghê. Xài kỹ kỹ lưỡng nó chứ tôi tiền đâu tôi bao hoài. Giờ tiền đâu trả rồi nó đòi. Không, tao hỏi nó mà mượn đỡ đó. Cũng phải trả người ta chứ mình phải giữ uy tín. Trả mà giờ không có tiền. Nó mượn thì phải trả. Mẹ còn vàng không? Làm gì nữa? Bán trả. Rồi chừng nào trả tôi mà giờ tới mượn vàng nữa trời. Thì mượn mẹ trả cho nó. Chứ giờ tiền trả dịnh đầu thì sao? Để mất công nó nói nữa. Bấu tao hoài chắc tao chết quá. Con đừng chết con gái mẹ, chết. Rồi dọn qua hai mẹ con mày lăn. Ừ. Cái bàn sao thấy dơ vậy? Lau đi. Để lau. Ăn lẹ về chến. Đến hồi sáng về nhậu về nó quậy nữa. Dí chạy. Dịch nó nhiều không? Hả? Mấy chục con. Qua ngay ăn với con à? Ăn lần đi tao cắt miếng quyết. Cắt kết. Vô đũa rồi. Gấp thêm. Vâng mẹ ơi. Ủa còn thiếu đôi đũa. Đôi đũa đâu vậy? Cháo nhìn ngon quá thèm. Hôm nay tự bữa mẹ cho vịt tới nay không có ăn vịt luôn. Cho mày nguyên con này, lát nó về nó nói không. Nó kia nó mần thêm sợ ăn không đủ mà. Nói thì sang đi nhậu. Đem đi nhậu. Mày nói vợ nó không biết hỏi nó à. Nó thỉnh nó biết gì. Mày có vàng không? Còn vàng không? Vàng đâu có ba vàng cưới nó. Không kêu nó gửi tao cắp á. Ừ. Dạ mẹ còn cắp không? Thì kia nó gửi tao cắp đó. Còn cắp phải không? Ừ. Còn bao nhiêu? Còn mấy chỉ? Ai biết mà nhớ rồi. Nhớ rồi đó, nó có đeo cộng kiền nữa không? Có. Chị mê nữa không? Đó mấy kèn đó, hồi đó cưới mấy chị rồi.
Năm chỉ không? Giờ nói bất tử không biết nhiều tính. Năm chỉ là giờ vàng. Giờ vàng 5 triệu mấy. Năm chỉ tính là cũng hâm mấy triệu rồi. Là rồi không còn mượn nhiêu của anh ta? 20 mấy này hả? Mấy quên rồi. Rồi bệnh hổm đợt hổm bệnh Covid đợt nay tao mất trí nhớ giờ không nhớ mượn nhiêu luôn á. Tao nói rồi thôi. Mày không nhớ rồi sao tao nhớ rồi mốt rồi trả thiên trời nó cự nữa. Xài đưa thằng kia. Mà giờ có nhớ đâu ta. Phải ráng mà nhớ chứ không lẽ ông mày già hơn tao. Cho mà vậy nói cộng tiền cho mượn lại đi. Cộng tiền đi con bán tiền trả nó. Rồi mốt nó hỏi rồi làm sao? Thì nó cắt đầu quên rồi. Ơi dần cứ lấy đeo làm gì? Dần khè. Ở nhà đeo làm chi? Đi đám tiệc lấy vàng 18 mà đeo. Chứ sao dừng mốt nó hỏi thì sao không biết đường đâu rơ à. Mẹ cất quên, mẹ để đâu mẹ quên là mẹ không nhớ. Mẹ lớn tuổi rồi không nhớ. Không lẽ nó hỏi hoài. Nói chừng nó muốn đeo ha, muốn làm gì nó hỏi hoài chứ làm sao. Giờ đi đâu nó đeo. Ôi, đi đám cưới để dặn người táo đeo rồi rồi. Đeo nhiều lắm cho người ta biết nó có vàng. Nó dí nó làm sao? Để mấy rồi tao cho mượn nha. Vậy không? Mượn rồi tao lo trả cho tôi à. Chứ ở rồi nè. Tới chừng ấy cái hồn không có, không có. Trả đợt này trả thiệt. Hết tiền rồi tới vàng. Chứ giờ tiền trả là sao? Trả cho nó không có gì mất. Có thêm một mượn nó nữa. Nó cho mượn. Ăn lẹ về để hồi. Về tới mà. Ăn lo về đi. Để nó đi rồi nó nhậu lát nó xỉn rồi về rồi nè. Nó cầm gây lộn nữa. Úi ngài. Ăn canh hủ về. Vậy thôi mẹ lấy cho con đi. Mà con ăn không hẹn về là. Cái vàng hả? Nè, coi chừng nó về nó thấy đó. Nó phát hiện là chết đó. Bỏ vô bọc đen kỹ vậy? Vậy chứ vàng mà không bỏ bọc đen mình bỏ đâu. Này chứ. Này số 5, 5 chỉ nè. 5 chỉ đó, rồi đó, tôi sắm 5 chỉ đó. Thôi, no rồi. Cho con dịch đi. Mẹ lấy mũ cho con đụm dịch về. Cột mũ về để về chắc không biết đâu. Mình quá có lần cả. Cho cái mề nữa mẹ. Hai cái mề luôn. Nửa cái rưỡi vừa nãy con ăn nửa cái đó. Thôi cái thôi chứ. Rồi nè. Con về nha. Con về nha. Ờ. Ủa quên nữa, mới lấy thịt vịt không à, chưa múc cháo vô múc miếng cháo đi. Thôi, lấy vịt này về ăn với cơm được rồi. Khỏi cháo hả? Ừ, có vàng là no rồi. Khỏi cháo. Thôi bây giờ riết đi, coi ấy đó cẩn thận coi chừng lát gặp thằng Sang nó nhằn nó thấy là nó biết á. Bộ mũ đen chứ nó không thấy đâu. Có chìa khóa nãy con bỏ đâu rồi ta? Về lại. Về chắc đi bán liền. Mốt rồi về trả nó sao?
Con về làm ơn nói với nó là lo trả giùm cái nha. Biết rồi. Con về à nha. Ủa sao về chưa má? Nãy nó về rồi mới bưng dịch đi nhậu á. Tao không kể bưng đi nữa hả? Về đi nè. Trời ơi, ngoài con cắt mất cái mấy cái ba hồi nữa. Mấy la xe đi rồi, xe tải đi rồi, giờ không có chở nữa rồi. Thôi kêu đừng hái, sáng hái luôn. Không có hái nha. Ở đây má đem bàn xuống đây, má ngồi cái gì vậy? Thanh sáng bưng xuống. Nãy má đem xuống á. Mình đem trên lên cảnh vậy đi, lên cảnh đi. Mày thấy gì không cá à? Không bưng đi nữa hả em? Đi rồi. Trời đất ơi, ác gì không? Bữa này má hút cháo hay má hâm hả gì đây? Con dĩa hút lên đi lên hả? Cô con dĩa má trộn rồi hả nè? Nó cắt để lên chứ không có trộn. Cháo má đem rồi hả? Rồi. Quyết chín không má? Chín. Má con sợ ba cái nếp nó còn sáu chứ nãy xỉa thấy còn sực thật. Ông bưng chắc hết nửa con quá. Múc cháo kìa luôn. Nè, múc của con nè. Con này để múc cho má ngồi hai thôi vậy. Thấy ngồi ngắt rồi nè. Bởi má cắt cho thơm chưa không? Bỏ tỏi vô quá ơi. Thấy được không? Đó này nó có nếm rồi không á? Ăn gì được chưa? Không, con làm rồi thôi. Thì được rồi ha. Vậy bỏ vô rồi má trộn lỗi không à? Nó bỏ bổ gì? Này để mày bớt. Mày cũng ăn hết bữa nay chứ để mày mang ăn chung thôi, nó đâu ăn được. Sình đâu mới về nữa hả? Ừ. Bưng hết dĩa rồi phải không? Bưng hồi nào? Sao má mới nói ông bưng đi nhậu rồi? Bưng nào không? Sình nó mất trí nhớ rồi gì giờ không nhớ bưng rồi hay chưa? Giờ bưng nữa hả? Chưa bưng. À nó có ông khùng quá. À. Mất cái sao? Bưng cái đâu? Bưng nhậu quá. Mày bưng khùng quá tao nói muốn bưng cái dĩa đi nữa nè. Sao mày bưng hết? Rõ ràng gì đi muốn đi đâu đi? À. Mận ha, giật giật còn biết nhưng còn ma. Bưng là có hai con vịt mà. Má múc cho anh đi, má bưng dĩa không, bưng đi đâu bưng đi. Khùng khùng quá nha, nhà chưa ăn hết cơm á, bạn giờ bưng đi đâu nữa, kiếm đồ kiếm nội gì. Ăn cháo ơi. Dưới cái cạnh thao nước tay nó đau. Thế là bưng miếng thôi chứ mày bưng hết tao. Bưng tới tao nhậu hết hả gì? Nhà không có ăn mận ha, vịt nhưng còn ma, hai còn ma mà giờ bưng. Phải bưng dĩa, giờ bưng dĩa nó hai mà dĩa rồi. Mày mệt. Mới đây mày nhậu đâu mày xỉn khách vậy? Bưng 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 bưng
để tôi gấp ông ơi, bưng hết thì nhà nhậu thì bữa nào rảnh rỗi người ta nấu ta mặn cho rồi mình nhậu, bây giờ nay mặn ăn mà cũng đi ăn mặn dễ đi, hấp cháo đi nè tôi trứng ghê chưa, nó để con câu để mới ăn hả? Thao chưa mất cái dĩa cho ông kìa, sao lại bưng nguyên thao vậy? Trứng quá, trứng quá. Ăn từ từ trời đất ơi. Mất cái dĩa cho ông, đừng dần bưng cái thao ông đi làm gì nữa. Lấy dĩa ăn đi. Nói nhìn két à. Thao này ăn gì hết. Rồi cho dĩa ăn giọng ăn ngay đâu. Đùn tối đùn lôi. Nhậu tớ bơi là. Nhậu cái này tôi uống đi nước, tôi mệt quá trời rồi. Quay về mấy nhà luôn. Ôi ủa tay cái đập cho banh lên cửa luôn. Con trai xỉn mệt quá. Đã bưng dễ dần dễ nữa nè. Nãy về bưng rồi đó. Trời đất ơi mặn. Nãy mặn con vịt chắc hết trơn luôn rồi quá. Thôi nó kêu mặn hai con chứ không thôi là giờ là chắc còn giò cắn không, không biết ăn cái gì vậy. Quá trời. Cái mề chứ nó quất cái mề đem đi luôn mà giờ còn có cái mề nè. Nửa cái chứ không được cái nữa, cái nguyên. Mấy con bưng cảnh dọn ăn luôn. Còn bưng cảnh gì mà mấy cái thang này đi. Con mấy con thang gì nữa.